Thôi mình thay đổi áo mới cho đẹp coi. Rồi. Thôi hả mấy em, thưa chị vậy em tính phục thù đó sao? Bữa lên chị đợi ơi, rồi xong đi. Em hồi nãy tại chị hên thôi. Dạo này thấy khổ. Để chị chống mắt qua mình xem nha. Ok, chấp nhận phục thù luôn. Rồi, nghỉ hè nè, em luyện tới cao thủ rồi đó. Nhưng nói vậy sao mà chị tin được? Thôi hả, sao luôn đi rồi biết. Ok. Sáng bây giờ nghỉ hè rồi nè. Tạo phòng, thi tiếp, coi ai chiến thắng. Và phần thưởng vẫn là cái thẻ tình. Ok. Thẻ tình không quan trọng, quan trọng là em thắng chị Trang được rồi. Ủa vậy hả? Thôi vậy thắng rồi vẫn cho thẻ tình cho chị Trang nha. Nó giỡn chứ em muốn cho em tình giống á. Okay. Rồi tạo phòng đi, mời anh vô luôn nha. Bắt đầu ghi màn hình. Thôi hợp quá à. Tạo đếm vô nha. Rồi anh ghi màn hình lại nha. Mạng đầu mà nắm chặt ở lộn lột mạc nha. Ok trời ơi. Rồi. Ông trời khổ quá. Chuẩn bị nha. Ghê quá rồi. Trời quá à. Giang bữa nay vẫn đồ đẹp dữ ta. Thôi em nhà nghèo lắm. Tao coi Vinh coi nha. Kim cương không có. Vinh nhà nghèo mình kim cương như vậy. Nhìn đồ phiếp nhìn nghèo gì. Trời ơi đồ phiếp lắm. Đâu rồi. Đây có Trang đâu rồi. Em xin sắp khổ tới nha. Rồi sắp. Ủa, tới chị rồi. Ủa không thấy Vinh nè. Ở đây coi Vinh nha. Trời ơi Vinh vẫn chạy mà được. Rồi rồi thấy rồi thấy chứ. Ôi nhanh tài quá. Đặt keo nhanh quá. Ủa Trang đâu rồi? Trang cũng đặt keo nhanh quá luôn các bạn ơi. Ôi một viên ngọc luôn rồi. Ôi một chín mươi máu. Hai bên tổn thất một viên rồi nha. Căn nhà cái này bẻ sót cái là vui lắm nha. Nào coi Trang Vinh. Trời ơi Vinh. Vinh chơi chiến thần đặt con keo vòng vòng luôn cái gì vậy Vinh? Tại phong máu. Rồi, xong bơm máu rồi nè, chuẩn bị ra chiến nè. Ây! Bị ra chiến nè. Ây! Trời ơi, sao nhẹ cái đầu. Ôi! Không lấy tính ta. Chị chấp bàn đầu thôi nha, chị chấp bàn đầu thôi. Sao kêu cái Vinh đã lên đến một đẳng cấp khác. Trời ơi, giờ giờ mẹ ơi. Lấy bông kêu cho bông kêu cái. Cũng lỡ mua hết rồi. Ok rồi. Luôn, mình chơi là solo kêu nha. Không bán nha. Chơi công bằng luôn nè. Thấy chưa, mình nói rồi. Mình luyện cao thủ rồi. Vậy hả, vậy sao không? Tại lâu ngày chơi tụt canh thôi. Đúng rồi, trình là cao thủ. Nhưng mà cái găng ở trong đây là găng đồng thôi. Rồi, nhìn đâu Con keo. Rồi, chuẩn bị. Ôi, gần tới rồi. Ủa, quên, cho con keo mà nó bắt không. Rồi, chuẩn bị, vô nè. Vô. Trời ơi. Không thể tin cho. Em bắt tay chào chị. Xin chào. Quá đỉnh luôn các bạn ơi. Không biết nhìn nó luyện kiểu gì mà sao tay nghề nó lên dữ vậy, lên trúng mặt quá. Một viên thôi. Không có cần nhiều. Trời ơi, em nói rồi, chỉ cần xin cái mũ thôi là thắng đi. Không ngờ Vinh nó chơi chiêu hơn. Chắc Vinh chốt kèo 7-0 quá Vinh ơi. Trời ơi, mấy cái 7-0 này á, thường thường em làm với mấy hàng cái lính trong quầy gì. Rồi, để câu nàng này con Trang có gỡ được không nha. Trời ơi, 3-0 liền nè. Nào đâu, chơi Trang chơi súng điện hay gì vậy? Căng dữ nha. Súng sạc. Súng sạc lên đó. Sao quá gì vậy? Trời ơi, quên đặt kèo chứ. Trời ơi, Vinh quá dẻo tay luôn rồi. Ôi trời ơi, lú ra chút xíu thôi à. Bán được rồi nhưng mà không có trúng. Đâu. Em xin nhẹ cái mũ ơi. Ồ, Trang đứng núp ở đây luôn, hay quá. Trang không dám tấn công nữa rồi. Sao mà không dám được? Thôi. Rồi tới nơi luôn rồi. Rồi quá, đặt kèo nhanh quá Trang ơi. Đâu rồi. Ơ, trời ơi. Xem. Căng dữ. Wow. Quá trời ơi. Ôi hết sức không khí nó sâu này nó đẹp dữ vậy trời. Đến chị gỡ lại nè. Trời ơi, chị đừng có gỡ nữa chị ơi. Tay nghề của con Trang bây giờ nó bị sụt giảm đáng kể rồi. Ai biểu tượng bán thắng là ngon. Bây giờ bọn phải trả giá thôi. Trời ơi, tưởng giờ chị hát nữa hả?
Bởi vì thất bại là miệng thành công mà. Đúng rồi. Rồi để coi chị gõ lại nè. Rồi để bạn này thắng đi rồi nói tiếp nha. Rồi chuẩn bị vô nè. Rồi nhìn kỹ quá mới vô đặt một kẹo tùm lum luôn rồi. Để em im lặng, em im lặng em sẽ bắt này. Rồi chị này Trang sẽ tập trung rồi. Hồi nãy em chèn chị Trang bắn em đau chết luôn vậy mà em vẫn có kẹo được. Lật kèo mãn mục. Ở này đâu phải lật kèo đâu. Đang chiến thắng tuyệt đối mà 3-0 rồi các bạn ơi. 3-0 ơi. Wow, căng quá. Ba thêm rồi. Ra ngoài đi Vinh ơi. Rồi. Trời ơi. Đâu, à, Vinh cũng bị mất máu ha. Nhưng mà Trang bị mất chịu hơn nha. Không mùng sao. Mùng mắt quá. Cũng xa vậy headshot mới đã nè. Ủa ở trong mấy gỗ nè. Ôi, bắn một cái dụng kèo. Cái bộ màn này hơi đánh hơi lâu quá các bạn ơi. Chạy bót dữ, tàu ra bò luôn. Ra bò cho nó hụt máu cho nó mới vui. Em bên đây cầm máy bắn sao bắn nó chậm vậy ta. Ôi trời ơi, mấy cái viên lẻ lẻ của lục bạc của Trừng nha. Ngứa mũi quá. Rồi ngưng xíu gãi mũi cái bắn tiếp. Từ ngưng xíu gãi mũi cái ngứa quá. Bắn xíu là ngứa luôn mũi luôn á các bạn ơi. Rồi chuẩn bị nha. Rồi bo đang thu. Rồi chính. Gần tới rồi. Bo thu như vậy. Ôi gặp bắn xuống xa rồi mới nói chứ. Bo thu như vậy là hết cứu rồi. Thắng thua sẽ quyết định được thôi. Không che đâu. Ồ, thấy rồi nha. Tới luôn. Yeah. Trang sao Trang không gỡ được một bàn với Trang. Cái gì cũng phải từ từ chứ. Em chốt chị 7-0 luôn. Rồi bây giờ liệu coi Vinh có chốt kèo được 7-0 không nha. Chắc luôn. Non quá chị ơi. Chị còn non thì xanh lắm. Vậy hả? Đúng rồi. Trang bây giờ thuộc Trang xanh rồi. Chị không có bắt lại em đâu. Rồi để coi màn này nha. Màn này màn quen thuộc của Trang á. Bị kẹt. Nhìn bên này luyện tay nghề ghê ta. Ôi. Hỏi khác đấy, khác đấy. Ôi. Khác đấy. Khác đấy. Xa vậy. Khác đấy. Khác thế nha. Gần tới rồi. Gần tới rồi. Khác thế nha. Rồi. Còn miếng máu rồi Vinh. Còn miếng máu rồi. Còn một miếng. Trời ơi, quấn để bốn máu mà không được. Nhưng mà không sao đâu Vinh ơi, còn bốn không à. Vinh bốn mà chị sao? Mới có một. Rồi bây giờ bắt đầu Trang sẽ trổ tài nha. Thắng bốn gian liên tiếp nha. Tiếp cận gần thôi là hơi bị đánh cắp á. Trang bắt đầu sợ cho lục bạc của Vinh rồi. Oh no, tới luôn rồi. Sát bên rồi. Rồi đặt bom keo vòng vòng luôn. Ôi, sát bên rồi. Vinh quá dễ tay đặt bom vào. Ra rồi. Chạy đâu rồi. Ôi mẹ ơi. Nhanh quá, cả hai đều nhanh tay. Ôi thấy rồi. Đặt bom keo. Vinh đặt bom keo vòng vòng cái gốc cây luôn rồi. Có gì? Vậy nếu mà đụng ai chổi cháy lựu đạn vô mặt à? Ê, sát bên rồi. Trận chiến sắp lá cả. Yeah. Trời ơi, hay vậy. Vinh xài cái sọt ganh các bạn. Yeah. Còn hai mạng lắm đó Vinh. Còn hai mạng nha. Nãy giờ Trang bị áp đảo quá là Trang á. Tại sao đứng gần không xài cái sọt ganh? Okay. Em không có sọt ganh không xài. Cùng quá. Bắn gần thì bắn xa. Vinh bắn xa thì hay mà bắn gần cũng giỏi luôn nữa gì sao bắn nổi đây. Vinh cầm ngang cây sọt gân luôn. Rồi bây giờ màn này Trang quyết định mua cây sọt gân rồi. Chắc sắp đã cả. Thôi ơi, mua cây sọt gân luôn hả? Rồi đâu để coi Vinh xử lý sao nha. Chị non lắm, em đừng có dùng sọt gân. Bây giờ là giữ là một trận chiến sắp lá cả. Chị dùng sọt gân cũng thua em à. Rồi bây giờ là mình sắp lại gần luôn nè. Để coi Trang sắp lại được nha. Vinh bắn lục bạc có bộ khác quá. Khác lắm. Nấp ở đây nè, nấp ở đây nè, nấp trong nhà nè.
À, thấy rồi, núp 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 à. Rồi, thấy luôn rồi. Giờ chuẩn bị nha. Ủa mình nhào ra mình solo luôn đi, mình núp núp gì chừng nào mới xong. Nhào ra luôn nè. Ồ, càng nhai càng nhai càng nhai. Đặt mình keo dẻo nha, nhưng mà hở cái chân nha. Ê, tới rồi, tới rồi. Ê, tới rồi, tới rồi. Nó bị sao quá, xong bữa nay nó bắn dở dữ hay là Vinh nó bắn đi ta. Bông keo, bông keo. Ok, bông keo. Ôi ơi, bông keo không có thiếu nhà em giàu lắm. Vậy hả? Đây là một cái màn quyết định nha các bạn. Thật là quyết định. Đang có 6 mà Trang có 1 thôi. Bởi dáng này mà Vinh thắng nữa coi như là các bạn biết kết quả rồi đó. Thẻ từng thuộc về tay mình. Đây, ra chỗ cống solo lẻ luôn nè anh em ơi. Okay. Luôn. Rồi tới luôn, tới bông luôn. Bông keo, bông keo. Ok. Rồi coi như là Vinh chấp gian bông keo luôn á. Rồi bắt đầu chưa? Dạ bắt đầu. Trận chiến bắt đầu. Hồi đứng xa quá nha, đứng xa quá nha. Đứng xa thuộc chị Vinh rồi. Trời ơi. Xa thuộc chị Vinh rồi. Trời ơi. Quá dữ. Vinh bữa nay nó hắc luôn các bạn ơi. Chứ phải bắn hay. Quá dữ. Rồi các bạn ơi. Em hắc game rồi. Em luôn rồi. Trời ơi, đúng là trình cao thủ có khác nha. Trình cao thủ luôn á. Cái trình này là mình đưa lên PC mình bắn không lỡ nó luôn á nha. Đúng rồi. Quá kinh khủng rồi. Một viên là vô đầu, ra đạn là vô đầu. Đúng rồi. Mà lên PC là chưa chắc được vậy luôn á. Quá đỉnh rồi. Nhìn thủng đau cơ thể tầm okay luôn. Đúng là bá hồn quá. Bây giờ là coi như tổng tỷ số là 1-1 nha.